like a Hellcat. Hello, anh đợi cả mọi người nha. Nay tiếp tục đi qua ông mọi người. Thì đây là cao thủ. Anh cao thủ anh đứng từ ngay cục điện đó mọi người. Chắn cục điện đó, anh dòm vô đây anh thấy có ông luôn nè. Anh thấy nó xuống luôn nè, kinh anh cao thủ rồi. Ê từ từ. Nằm găng cái tre kìa mọi người. Ông nhỏ mà xuống kinh luôn mọi người. Nhận lỗi ông chỉ nè. Nè, lấy đi. Vừa nè. Đốt cái điện thoại luôn. Mày đạp còn ngay cây đó luôn á. Nằm cái chân bị tre mọi người. Ở đây có con gì chết thú á mọi người. Thấy ông mặt hút đi kiếm ông mặt ra cái thấy thấy ông gùi luôn ghiền mặt uống nu luôn bít nắp luôn mặt uống nu bít nắp mọi người u nó xuống kìa đen chưa mày bởi sao bu đầu tao đây dây mày đây nhà cho vô bắt ra quen cái mày ê cái điện đà đặt cái cây nó khỏi khói cái đi gì ủa hơi khô chân mà cái đống trong cái bụi tre nó đang lấy mọi người gom lại mọi người xem nha đó mọi người thấy cái đầu trắng tinh đó không mọi người đó vậy là nó quên đó mày đợi mọi người gom lại cái mọi người đây kìm đưa nó cái nè ui trời cái tre kìa trời tre nhỏ xíu à nằm trên bụi cái lục bình ngã mọi người mặt khá nụ u cái này được rồi không bị khô chân đâu ông hắn này vô mặt lại nha mọi người gùi qua cái mùa lạnh này đã vô mặt lại nha trời trời cây cắt chứ muốn bệnh gì ông nội kìa cắt cái cây kìa nè mọi người cây hơi bự xíu đứng ngoài quay cho mọi người xem nè như chống hai thằng nước không người đóng sát mấy nước luôn nè rồi ok chưa hoặc cũng được chứ không có đây nó quay cái ừ đây nè mọi người lấy nét cái coi nó con đẹp mọi người bao đẹp hay giảm vũ nha mọi người mặt hơi khô xíu cũng được mọi người không có nét luôn không không biết nét luôn nè mọi người đó mặt khá ok nha thôi giờ em tạm dừng mọi người đi ra đây kiếm ông mặt tiếp mọi người thấy mặt hút nè đó giờ em ra kiếm tiếp nha nào có quay mọi người xem nữa nha ok mọi người đây tới đây hiện đừng có ông nữa mọi người trên bụi tre nè mới leo lên bụi tre rồi mới quay mọi người xem nè bụi tre quá lùm nó mọi người hơi lắc xíu mọi người không cắn nè mọi người ông gùi cục mặt quá trời cục mặt mọi người ơi đó bít nắp trắng cho mọi người giờ thì mình dọn mình lấy mọi người lấy xong rồi đem xuống góc quay cho mọi người xem cho dễ nha cho mọi người đây xuống tới dưới rồi dưới quay trời sáng quay cho dễ mọi người xem là nó mặt ông gùi vô mặt lại nha mọi người nó mặt bít rắp nha cho nó vũ cái đi ông gùi vô mặt lại đó trời ơi mặt tới tàn luôn mọi người đây nè quay ngang cầm người trời ơi mà lớn cục mặt lớn nè mọi người tin được không đó cục mặt là tới tàn luôn nha ông gùi là có mặt lại nha mọi người ơi đó ông gùi có mặt lại nha nè mọi người quá đã nha ông gùi có mặt lại đó đó anh em nào đi bắt ông gùi thì bắt đó, quá đẹp luôn thôi giờ tạm dừng mọi người đi tiếp nha nào có thì quay tiếp cho mọi người xem nha ok mọi người đây nay tục đi với ông mọi người hiện qua bắt cửa hai tổ ông gùi mọi người thì quay nói chung là có hai ống rượu người chứ hai ống mặt mà quay không có được mọi người thì cái đầu quay của em nó đi gớt á em gài đặt hàng chưa về mọi người thì bữa nay vô đây đi với ông anh phát hiện được tối ông mặt trong cổng người hồi nãy mình em vô em kiếm á thấy ngổ trong lúc trong cái hàng cây mọi người thì ông đang bắt cổng mọi người gió quá mưa quá thì mưa quay không được người xem nha mọi người mưa trời nãy giờ ướt lạnh cũng cho ngồi trong bụi tre nấp nè thề luôn quá lạnh nè vô đây vô cái gần giường cái giường này giống như cái giường quá bự luôn nè giường cây cao cao không mọi người ơi đây thì ổng đang bắt trống mọi người thấy cục mặt cũng khá to mọi người mà bây giờ mưa quá em không quay được mọi người mưa lạnh gung quá trơn rồi nè đây mọi người nhìn nè mình máy ướt không còn gì luôn á quá là này thôi giờ tự mọi người
đợi ông ra ông quay người xem nha, chứ mưa này quay hơi ướt dẹp điện thoại luôn á. Đây mọi người, cùng bạn mấy xuống nè mọi người, đây mặt khá to mọi người, nhưng mà nó hơi nó bị sâu á, hơi khô chứ nè, cũng có mặt mọi người, cái nửa lít á. Ok mọi người, à, giờ đi tiếp mọi người, mưa quá rồi, tiếp nè, nào có quay mọi người xem. Rồi mọi người, đây sáng giờ đi bắt được mấy ổ mặt mọi người, ba ổ, hai ổ, sáng giờ bắt được hai ổ mặt phải không? Ở cái hai ổ thì mưa quá không quay mọi người, đây tới đây phát hiện cái tổ mặt nó nằm cặp lộ mọi người, đây nè, đó, có mặt thì chưa điểm biết mọi người, giờ lên thổi mọi người xem nha. Nói chung cũng có mặt rồi đó mà ổ non chưa có nhiều đâu. Sáng giờ đi mưa lạnh quá trời quay không được mọi người ơi, lạnh gung vợ chứ. Nào nấy cũng cạch cạch luôn á. Bây giờ tạm dừng rồi, mặc đồ xuống rồi quay mọi người xem nha. Ok mọi người, đây đốt khói xong rồi mọi người, đó. Trời thổi kìa, giờ vô thổi cho mọi người xem. Thổi đi ông nội, tự nói rồi, tôi cũng có khói đó. Có mặt kia trời. Rồi đó, kiền luôn, có mặt kìa. Mặt nội, mặt đã lắm. Đâu rồi, bây giờ nhìn cùng mặt nè, muốn nu luôn. Đụng đứng đây cắt được rồi ông nội ơi. Ông leo, dạ, ông leo gì, rút khói ra đi. Đứng lại, hỏi khói vô đây. Gặp cho người xem nè. Cỏ này được chưa? Dạ, dạ. Ông siêu đã. Rồi đưa bọc đây. Nè em chùm vô luôn đi, con có một tay à, sao cát sao quay. Ui nóng nóng nóng. Ây da, ây da. Cái cục lửa nó rớt vô áo. Chùm vô. Nãy em đứng đây để cái em cắt luôn rồi, không chịu không? Leo lên chi gì cũng biết. Bị thay nhánh đã quá mà. Vậy cũng leo được, lại không? Cho vô bọc. Ok, lên. Quả đã mọi người. Ngon thấp thấp gì bắt mới ghiền luôn á. Kìa ổng bay chim nhăn mở bọc ra quay cái ơi. Mọi người đây. Ê à. Bắt xong mọi người, cục mặt kìa, khói kìa. Quýnh kìa ông nội. Đi ơi, nó em lại giết con kìa. Tao cũng giết con đó kìa phải không? Lại nhóc trên kìa. Có đây không? Có, lại nhóc trên nè. Lại giết nó mọi người. Lại giết con trên đầu rồi. Những người đang lượt phấn ra nè, phấn khá nhiều á. Đồ lại nhóc trên thôi đi, chịu phá không đâu. Đúng nè. Mặt cũng khá là đã mọi người. Đó, giờ em tạm dừng thôi, đi tiếp nha. Nào có thì quay cho mọi người xem nữa nha. Mọi người, đây cục mặt nè. Lấy cái khẩu trang xuống đây. Tính ăn luôn. Đây mọi người, cục mặt nè. Nó uống nu luôn mọi người. Đây, hành quả sáng giờ luôn nè. Bắt một bọc rồi nè mọi người. Mấy ổ trong đây nè. Đó. Mặt khá nhiều, sáng giờ có lít ngoài 2 lít ạ. À. Đó, ok mọi người. Trời ơi, trời này không mang gì trời. Đổi luôn đi, đổi luôn. Giao đâu rồi? Bỏ bọc uống mà. Bỏ đây. Đây không gặp chứ đâu. Nè. Kìa con mâm kìa. Cái này nó bỏ tọt chẹt tọt chẹt tọt chẹt kìa. Để cái bàn thì không có cái đầu quay mọi người, sáng giờ không có quay được cho mọi người xem luôn. Thì sáng giờ mưa quá trời luôn, chứ này nó mới về cạnh cũ bớt mưa rồi, lạnh muốn chết. Nó chạy 80 cây số nha mọi người. Chạy sáng giờ hơi bị xa. À, thì giờ đi tiếp nha mọi người. Đi dài thử đây tới chiều có còn ổ nào không. Còn thì quay tiếp mọi người xem nữa. Nha mọi người, rồi tạm dừng nha mọi người.